Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 423, gặp gỡ. Bọc đồ nặng trịch, mở ra là mấy chồng giấy dày. Tất cả các vụ án giết người ở Hoa Quốc năm Vĩnh Hòa thứ 8 đều ở đây. Lý bất ngôn không khỏi cảm thán, tên đinh nhất này nhìn có vẻ ngáo ộp mà làm việc cẩn thận ghê. Tam gia sẽ không giữ những kẻ vô dụng bên mình. Yến Tam hợp lấy một sấp giấy ra. Làm đi, không phải đã biết trước là trịnh gia ư, còn tìm ra làm gì. Ta muốn xem bên trên viết gì. Án mạng ở kinh thành, không phải ở trên cùng thì cũng ở dưới cùng. Ngươi tìm bên trên, ta tìm bên dưới. Lý bất ngôn đoán chúng, ở trên cùng. Yến Tam hợp lấy ra xem, thất vọng. Sao thế? Yến Tam hợp đưa cho nàng. Toàn thứ vô dụng, không có gì quan trọng cả. Lý bất ngôn lật qua lật lại. Tại sao lại ghi chép sơ xài như vậy? Yến Tam Hợp đi vài bước vào phòng, dừng chân nói. Đi thôi, đến tà phủ trước, làm gì với mấy sấp giấy này đây? Tìm một nơi an toàn để cất trước đã. Yến Tam Hợp ra khỏi thư phòng, đinh nhất đặt tách trà xuống. Yến cô nương, đi thôi, chưa vội. Yến Tam Hợp ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nói cho ta biết tình hình hiện tại của tà phủ đi. Đinh Nhất thầm vui như hoa nở. Cũng may hắn là người giỏi nghe ngóng, trong mấy ngày đợi ra trở về, rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn bè cha rõ ràng những chuyện xảy ra ba tháng qua trong phủ. Hai, Yến Cô Nương, một lời khó nói hết. Đinh Nhất mở lời bằng một tiếng thở dài, sau đó đổ đậu vào ống tre, lộc cộc lộc cộc đổ bằng sạch. Yến Cô Nương, may là ngày rằm trung thu, lão gia nẻ mặt lão phu nhân, đại gia và tam gia nên mới cho phu nhân ra ngoài nếu không thì Tết Trung Thu này cũng chẳng có ai muốn dỗ dành. Đều tại ta. Yến Tam hợp lạnh lùng hư một tiếng. Làm gì có chuyện đó? Đinh Nhất vội cười. Chuyện này không có liên quan tí gì đến Yến cô nương hết, đều tại phu nhân bị kẻ xấu xúi dục nên mắc mưu. Cũng vì lão ra các ngươi không quản được phần thân dưới của mình. Lý bất ngôn bưng bánh trung thu ra ngoài. Mới khiến cho kẻ khác lợi dụng sơ hở, làm gì còn được cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc phu thê mặt đinh nhất tái nhợt, thầm nghĩ. bà cô lý ơi, thế mà bà cũng dám nói. bất ngôn thêm một hộp bánh trung thu nữa, làm được có vài hộp lại mang hết qua bên kia, chúng ta ăn cái gì? yến tam hợp giãn lông mày, mỉm cười nhìn lý bất ngôn. lý bất ngôn tức giận dậm chân. ngươi đó, đừng có liền sẹo rồi thì quên đau. tức thì tức nhưng vẫn lấy thêm một hộp bánh trung thu nữa. yến tam hợp dỗ dành nàng. để ta cầm cho. Lý bất ngôn chán ghét. Né, 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 né sang một bên. Khóe miệng yến tam hợp khẽ cong lên. Đinh nhất nhìn màn này, nghĩ đến vị gia chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, thì lại muốn khóc. Nhìn người ta đi, làm chủ tử mà vẫn đi dỗ dành hạ nhân kia kìa. Xe ngựa đến tạ phủ, Yến Tam hợp xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tả tổng quản đã lâu không gặp. Tả tiểu hoa cười già lả. Ngóng trăng ngóng sao, cuối cùng cũng thấy Yến cô nương tới, lão phu nhân ăn tối xong thì bảo lão nô đứng đây đợi. Thật không? Yến tam hợp đi tới, đánh giá từ trên xuống dưới, cong môi. Chẳng trách đôi chân này lại tong teo như vậy, bất ngôn. Bất ngôn đưa một hộp bánh trung thu qua. Ta tổng quản, bù đắp cho ngươi. Ôi trời ơi, mặt trời mọc đằng tây phải không? Tả tổng quản cười híp mắt. Lão nô tà ơn Yến cô nương ban thưởng. Yến cô nương vỗ vào sau đầu hắn một cái. Tả tổng quản lập cập đi qua. Tam gia dặn dò lão nô đưa cô nương tới khách viện trước. Mặc dù Yến Tam Hợp cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy bộ mặt cười xuân xoe của tả tổng quản, lại cố ý chọc hắn. Tả tổng quản rốt cuộc là đợi thay lão phu nhân hay tam gia thế? Nụ cười trên mặt tả tiểu hoa không đổi. Thay ai cũng được, chỉ cần người cần đợi là Yến cô nương. Yến Tam Hợp bình thản liếc tả tiểu hoa một cái. Phải đổi tên thành tạ nịnh bợ mới đúng yến cô nương một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh yến tam hợp nhìn sang cách đó vài trượng tạ bất hoặc chắp tay sau lưng hắn mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt khí chất ôn hòa trùng hợp quá hay cố ý đợi ở đây yến tam hợp khẽ chào nhị ra tạ bất hoặc tiến lên trước ánh mắt đánh giá yến tam hợp một lượt cô nương hơi gầy đi rồi yến tam hợp đối diện với ánh mắt hắn hờ hững cười nghỉ ngơi vài ngày lại như trước thôi tả bất hoặc khẽ mỉm cười lần trước ta tới biệt viện đáng tiếc cô nương đã đi xa rồi yến tam hợp có nghe thang viên nhắc tới việc này ta có việc phải ra ngoài phiền nhị ra đi mất công một chuyến bất ngôn Lý bất ngôn đưa hộp bánh trung thu mời nhị ra nếm thử tả bất hoặc nhận lấy nhìn lý bất ngôn mỉm cười cảm ơn cô nương rất nhiều có gì đâu xin thứ lỗi yến tam hợp gật đầu lần nữa lập tức rời đi. Nhóm người đi xa, xung quanh trở nên yên tĩnh, tạ bất hoặc liếc nhìn ô hành phía sau. Trên tay Lý cô nương có tổng cộng bao nhiêu hộp bánh? Có lẽ là 6 hộp, tạ tổng quản một hộp, ta một, còn lại 4 hộp. Đúng, tạ bất hoặc dần thu lại ý cười. Không biết bốn hộp đó nàng sẽ tặng cho ai? Ô hành do dự. Ra, có cần đi nghe ngóng không? Ừ. Tả bất hoặc đưa hộp bánh trong tay qua. Đưa qua cho Di nương nếm thử, nói là yến cô nương tặng. Vâng, chấm. Khoan đá. Tạ Bất Hoặc nhìn Yến Tam hợp đi khỏi con đường lát đá xanh. Đường đó đi đến khách viện phải không? Vâng, trong khách viện có một đôi phu thê, nghe nói là khách của Tam gia, đã ở đó 6 7 ngày rồi. Ô hành thăm dò được rất rõ ràng. Tạ tổng quản một ngày chạy qua vài lần, nom có vẻ rất quan trọng. Dịp lễ hàng năm đều là lúc Tạ Bất Hoặc bận rộn nhất hắn phải đi tuần tra tất cả các cửa hàng và điền trang, tối hôm qua hắn mới về tạ ra. Đôi phù thề đó là người thế nào? Yến Tam hợp sao cũng quen họ. Chủ tớ hai người này đúng là bí ẩn. Trong khách viện, đường Minh Nguyệt nhìn Yến Tam hợp trước mặt, đôi mắt mở to như chuông. Trẻ quá, trắng quá, đẹp quá. Người như thế này phải ở trong khuê phòng kín cổng cao tường, sao lại có thể hóa niệm giải ma cho người chết cơ chứ? Còn nữa, Mặt nàng nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Yến Tam Hợp cũng đang đánh giá Đường Minh Nguyệt trước mặt. Những nữ tử hay cười thường có vẻ hòa khí, không ngờ trên mặt nàng ấy lại có nét anh khí. Rõ ràng đã làm thê tử, làm nương rồi, nhưng đôi mắt lại trong sáng, rất có hồn, chẳng trách lại được người ta yêu thích như vậy. Nghe Tam gia nói người muốn gặp ta. Đường Minh Nguyệt vội đứng dậy, đến trước mặt Yến Tam Hợp, cúi đầu thật sâu. Yến cô nương, ta thay, không cần nói cảm ơn." Yến Tam hợp nhìn bụng nàng, trong lòng hơi run rẩy. "Ngươi ngồi xuống đi, Yến cô nương, ngồi xuống đi." Chương 424, Trung thu. Đường Minh Nguyệt sợ hãi vội ngồi xuống. Tam gia nói không hề sai, Yến cô nương thật ra không muốn gặp nàng, cũng không muốn nhận lời cảm ơn của nàng. Yến Tam hợp nghĩ đến phần tội kỳ chiếu, nghĩ đến thủ đoạn của hoàng đế, sắc mặt trầm xuống. Sự việc đã kết thúc, Đường tiểu thư nên sớm về đi, từ nay trở đi nếu không cần thiết thì đừng đến kinh thành này, đây không phải là một nơi tốt đẹp gì. Ấy, đến lời nói cũng giống Tam gia nữa. Yến cô nương, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát, ta sống trên núi quen rồi, cứ cảm thấy không nơi nào tốt bằng trên núi. Vậy hãy sống thật tốt với cha nương ngươi, đừng phụ lòng yêu thương của sư phụ dành cho ngươi. Nếu gặp một sư phụ khác, ngươi sẽ không được may mắn như bây giờ nàng nói lời này nhất định có liên quan đến thân thế của ta đường minh nguyệt tỏ vẻ nghe lời yến cô nương yên tâm ta sẽ như vậy vậy thì không còn gì để nói nữa yến tam hợp liếc lý bất ngôn lý bất ngôn đặt hộp bánh trung thu lên bàn hôm nay là trung thu xin mời đường tiểu thư thưởng thức được đây là vị gì thế kìm nén mãi tính cách cuối cùng cũng bộc phát sắc mặt yến tam hợp dịu dàng hơn cứ thử sẽ rõ ta không có đồ gì tốt tặng yến cô nương. khi nào ngươi và tam gia đến núi mộc lê chơi, ta sẽ tiếp đái chu đáo. chắc chắn rồi. oa, wow. trả lời cũng giống hệt tam gia, không thừa một chữ, không thiếu một từ. đường minh nguyệt bỗng nhiên không còn thấy sợ yến tam hợp nữa. tam gia là người tốt, yến cô nương chắc chắn cũng là người tốt. ngày mai ta không đi tiến đường tiểu thư, núi cao đường xa, các ngươi hãy cẩn thận. yến tam hợp đứng dậy nhìn nam nhân bên cạnh đường Minh Nguyệt, như cười như không. Đường Minh Nguyệt vội nói. Đây là phu quân của ta, họ đan tên nhị nhất. Trong nháy mắt, thấy nam nhân vẫn còn sướng sờ, ngồi chơ như phỗng. Nàng vội vàng kéo tay áo đan nhị nhất. Chúng ta cùng đi tiễn yến cô nương. Đan nhị nhất ngơ ngác đứng dậy, nuốt một ngụm nước miếng. Yến. Yến tam hợp đột nhiên đập bàn, đan nhị nhất sợ đến nỗi nhảy dựng lên nửa đêm nửa hôm cãi nhau làm gì, còn có chút lòng từ bi hay không, nương tử nhà ta đang mang thai, cầm mồm con bà nó hết cho ta. Ai ra, ai ra, đàn nhị nhất túm chặt ngực, không thốt ra được lời nào. Thật ra lúc hai người vừa bước vào viện, hắn đã nhận ra, luôn cúi gằm mặt xuống không dám chào, chỉ sợ bị nhận ra, kết quả là. Mặt nương tử hắn lại hoàn toàn kích động. Yến cô nương, ngươi là người nhường phòng, trả trách ta trông quen thế. Yến Tam hợp gật đầu với Đường Minh Nguyệt, sau đó đi đến trước mặt Đan Nhị Nhất, tay chống hông, nở một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là một đôi phu thê cãi nhau mà không ai nhường ai à? Đan Nhị Nhất sợ đến mức lại nhảy dựng lên, run run nói: Ta, ta sao lại không biết mình đã gả cho người khác rồi nhỉ? Cái này, lần này nể mặt Ngương Tử ngươi, coi như cho qua. Ngươi, ngươi còn dám nói năng lung tung? Yến Tam hợp đưa tay còn lại ra trước cổ hắn làm một động tác cắt cổ. Mặt đàn nhị nhất tối sầm, trong lòng gào thét. Nương tử ơi, cứu ta. Từ ân đường, nữ quyến ngồi xung quanh lão tổ tông nói nói cười cười, bầu không khí như vậy đã lâu không được thấy. Yến cô nương đến rồi. Lão phu nhân chống quải trượng đứng dậy. Mau, mau đón người vào. Lão phu nhân cứ ngồi yên đó, để con đi đón. Chu thị gia viện, đón Yến tam hợp vào trong. Khi ánh mặt họ gặp nhau, mắt chu thị sáng lên còn yến tam hợp khẽ cau mày mặc dù chu thị đã tô son điểm phấn nhưng cũng không thể che giấu đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt yến tam hợp ho khan một tiếng lý bất ngôn vừa đưa hộp bánh qua vừa nháy mắt với chu thị tiểu thư dặn ta thêm nguyên liệu vào trong bánh trung thu của đại phu nhân đại phu nhân phải nếm thử đó chu thị ngạc nhiên lý cô nương làm ư suỵt lý bất ngôn giơ ngón tay lên bí mật Chu Thị bị chọc cười, đưa bánh trung thu cho Xuân Đào phía sau, vỗ vỗ tay Yến Tam Hợp. Có lòng rồi. Yến Tam Hợp gật đầu, không khỏi bổ sung thêm một câu. Ngươi đừng gắng sức quá. Không sao, hai ngày nay hơi bận thôi. Chu Thị đi ngang qua, mỉm cười kéo Yến Tam Hợp vào phòng. Trong phòng chợt yên tĩnh. Yến Tam Hợp thật sự không phải cố ý trang điểm, nàng chỉ mặc một bộ y phục nhũ đỏ bạc, bộ váy này cho chính tay thang viên may nàng tướng mạo lạnh lùng thường ngày hay mặc trang phục đơn sắc thỉnh thoảng mới mặc đồ đỏ toàn thân như ánh mặt trời rực rỡ thiêu đốt ánh mắt của tất cả mọi người tả văn su mắt không nhìn rõ nhưng có thể cảm nhận được sự khác thường xung quanh không nhịn được véo tay tỷ nữ vân huệ vân huệ ghé sát tai nàng thì thầm yến cô nương hôm nay rất xinh đẹp tả văn su mỉm cười trong lòng nghĩ cũng phải có nhan sắc xinh đẹp mới được yến tam hợp tiến lên một bước hành lễ với lão phu nhân chúc sức khỏe lão phu nhân lão phu nhân cười không ngậm được miệng tốt tốt mau ngồi xuống đừng đứng nữa lý bất ngôn bước tới dâng một hộp bánh trung thu mời lão phu nhân dùng à không chỉ qua chào hỏi mà còn tặng quà cho bà hốc mắt lão phu nhân nóng lên suýt nữa thì rơi lệ mau lấy cho ta nếm thử chu thị vừa lấy bánh vừa dìu yến tam hợp đến ngồi cạnh lão phu nhân yến tam hợp bưng tách trà lên khóe miệng cười lạnh thời gian đúng là liều thuốc tiên so với mấy tháng trước yến tam hợp không còn nghiến răng nghiến lợi với vị lão phu nhân trước mặt này nữa không phải tha thứ mà là đã bỏ qua bỏ qua đi bà ấy cũng già rồi đặt tách trà xuống yến tam hợp gõ tay lên tách trà vài cái lý bất môn vội đưa hộp bánh trung thu vào tay tả văn xu hộp bánh này tặng đại tiểu thư ạ à? Tạ Văn Xu không ngờ Yến Tam hợp lại tặng bánh cho mình, kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao. Vân Huệ, mau giúp ta đi cảm ơn Yến cô nương. Vân Huệ đến trước mặt Yến Tam hợp, nói. Đa tạ Yến cô nương, không cần khách sáo, lão phu nhân, bánh trung thu đây ạ. À. Nhà hoàn bưng một khay bánh trung thu đã được cắt thành từng miếng nhỏ đi vào. Lão phu nhân lấy một miếng, cười nói. Mang cho họ nếm thử đi. Chu thị cười nịnh nhọt con đang nghĩ không biết hôm nay sao lại nghe thấy tiếng chim hỉ tước hót líu lo trên cành, thì ra là có lộc ăn. Chu thị cầm khay dâng tới trước mặt nương chồng Ngô thị. Phu nhân ăn một miếng đi ạ. À. Chu thị cười gượng, lấy một miếng, ngẩng đầu nhìn Yến Tam hợp. Không ngờ Yến Tam hợp cũng đang lạnh lùng nhìn bà. Ngô thị khẽ giật mình, miếng bánh rơi trên đất, lăn vào trong ghế. Lúc này, thật sự hết sức xấu hổ ai mà không biết Ngô thị bị lão gia cấm túc vì yến tam hợp, ngay cả đại gia, tam gia cũng không được đến thăm. Cố ý làm rơi miếng bánh, chẳng phải thể hiện rõ ràng bất mãn với yến tam hợp hay sao? Ngô thị thầm mắng mình đáng chết, ta đúng là bị dọa sợ mà. Yến cô nương, ta không phải cố ý, vừa nãy không cầm chắc thôi. Chương 425, ám lưu. Trực giác nói cho yến tam hợp, nữ quyến nhà này nhìn thì nhiệt tình vui vẻ như thế, thực ra là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đều đang xem kịch hay. Không sao, làm phi e đại phu nhân cắt thêm cho phu nhân một miếng. Cũng trách ta. Chu thị thông minh. Phu nhân gần đây xương cốt không tốt lắm, tay không có sức, màu bừng đĩa khác lên. Lập tức có nha hoàn bưng đĩa tới. Chu thị đặt bánh trung thu trong đĩa, tự tay dâng cho mô thị. Thang đã dựng xong rồi, mô thị có mốc đến mấy cũng biết phải leo xuống, vội nếm thử một miếng một miếng này, khiến nàng kinh sợ. Yến Tam Hợp không hỏi ai cả, chỉ hỏi nàng. Phu nhân cảm thấy thế nào? Nàng không làm được lấy ơn báo oán, nhưng tạ chi phi đã giúp nàng quá nhiều trong lần tâm ma tính trần này, vuốt mặt cũng phải nể mũi mà. Hơn nữa, đến lão phu nhân nàng cũng có thể khách khi nói chuyện, một mô thị thì tính là gì? Bà là người hồ đồ, cũng là người đáng thương. Mô thị cắn răng, trong lòng khó chịu gật đầu mọi người vừa thấy ngô thị gật đầu cũng cùng ăn bánh trung thu trong tay vừa ăn sắc mặt mỗi người đều kinh ngạc ngọt mà không ngấy rất ngon lão phu nhân nuốt một miếng cuối cùng vẫn thấy chưa đủ con à đây là con làm sao là lý bất ngôn mọi người lúc này mới nhìn về phía lý bất ngôn bên cạnh yến tam hợp vừa nhìn lại thấy cả kinh ngày đại lễ mà nha hoàn này lại mặc một bộ đồ nam Lý bất ngôn là cố ý mặc đồ nam tới, là cố ý để cho ngô thị xem. Kết quả nhìn thấy mặt ngô thị, còn khó coi hơn rau héo. Đường đường là phu nhân, lại ngồi ngay ngắn như em mờ con rối gỗ không rên một tiếng, vốn còn muốn đấu với nàng một trận, nhưng phút chốc lại yêu xiêu. Con người, phải đấu với người mạnh hơn ngươi mới đã. Đấu một ngô thị, thôi quên đi. Lão ra đến rồi. Trong lúc nói chuyện, tạ đạo chi mang theo ba đứa con trai đi vào nội đường. Các nữ quyến đồng loạt đứng dậy hành lễ. Yến Tam hợp ngồi không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua đám người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tạ chi phi. Hắn mặc một bộ thường phục, thân hình cao mất thẳng thấp, lại là dáng vẻ công tử nhẹ nhàng, nếu như không nhìn cặp mắt đỏ hoe kia. Bỗng nhiên, có một người càng khiến Yến Tam hợp chú ý tạ chi phi. Đó là Liễu Di Nương. Liễu Di Nương mặc một bộ đồ thuần khiết, trên đầu cài một cây châm ngọc trắng nho nhỏ, nhìn người nhạt như cúc. Thấy tả đạo chi đến, nàng không chỉ không nghênh đón phía trước, lại còn tránh sang bên cạnh, tả đạo chi sau khi vào nhà cũng nhìn nàng đầu tiên. Yến Tam Hợp nhìn ánh mắt hai người giao nhau, lại nhìn ngô thị nghênh đón ở phía trước, khẽ lắc đầu. Cũng khó trách một lý chính ra, lại có thể xoay vòng ngô thị, liễu di nương này thực sự quá được tả đạo chi sùng ái. Lúc này, Tạ đạo chi đã đi tới trước mặt Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp lúc này mới đứng lên. Tả lão ra. Tả đạo chi nhìn nàng, cười nói. Ở bên kia đã quen chữ. Yến Tam Hợp. Rất tốt. Tả đạo chi. Thiếu cái gì thì chỉ cần mở miệng. Yến Tam Hợp. Đều đủ rồi. Tả đạo chi. Nghe nói cô nương mang theo bánh trung thu hả, có phần của ta không? Yến Tam Hợp. Không có. Tả đạo chi không chỉ không giận con vuốt mấy cọng râu thưa thớt cười cười yến cô nương vẫn giống như trước kia ít nói nói ít là đúng rồi lão phu nhân trừng mắt nhìn con trai nữ nhi nói nhiều là miệng nát con mau ngồi xuống đi đừng để ý đến nó tạ đạo chi liếc nhìn lão nương nhà mình lại cười nói yến cô nương vừa đến lão tam cũng phải núp sang bên rồi lão phu nhân à người thiên vị quá đó là bởi vì con của người ta tốt không giống người trong phủ chúng ta ai cũng chỉ biết chọc giận ta thôi. Lão phu nhân. Người đâu, mau cho lão ra nếm thử bánh trung thu yến cô nương mang đến, ngon lắm đó. Lão phu nhân nói ăn ngon, vậy chắc chắn là ngon rồi, lấy cho ta nếm thử. Nếm rồi sẽ còn muốn ăn nữa đấy. Lão phu nhân thích ăn, con sẽ mặt dày hỏi xin yến cô nương. Lão ra, con đừng dày vò nàng nữa. Có lão phu nhân che chở, con cũng không dám. Yến Tam Hợp nhìn hai nương con kẻ sướng người họa này, trong lòng chợt thấy lạnh lẽo. Đây là lời khách sáo, nghe thì rất hòa thuận nhưng trong lời nói ít nhiều sẽ có vài câu chân tình thực ý, nhưng chắc chắn cũng trộn lẫn vài thứ không thật, không thể toàn bộ là sự thật được. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phát hiện có tầm mắt rơi trên người nàng. Yến Tam hợp ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tạ Chi Phi. Trong lòng hơi sợ hãi. Chẳng biết tại sao, người này gần đây luôn nhìn chằm chằm nàng, nhìn thì nhìn đi, ánh mắt còn rất kỳ lạ giống như muốn nhìn xuyên qua nàng vậy. Không chỉ có ánh mắt kỳ lạ, ngữ khi nói chuyện cũng lạ kỳ, có hơi lãnh đảm, cái miệng ngọt kia đã một đi không trở lại. Yến Tam hợp như không để ý rời tầm mắt đi. Cũng trong nháy mắt, tạ chi phi cũng thu ánh mắt lại, nhìn về phía tảng đá xanh trên mặt đất. Bình thường vào ngày vui như vậy, tạ tam gia sẽ nói mấy câu chọc cười, miệng ngọt kia cứ liên thanh khiến các trường rất bối yêu thích. Nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn ngồi trong đám người lại chẳng muốn nói điều gì, chỉ mong có thể ẩn thân đi mà thôi. Ánh mắt Yến Tam hợp lại lặng lẽ chuyển về lại. Xung quanh vui vẻ như vậy, hắn chỉ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, im lặng nhìn gạch đá xanh dưới chân, giống như sự vui vẻ ồn ào xung quanh, đều không liên quan đến hắn. Người này, chắc chắn có tâm sự. Hơn nữa, còn không phải chuyện nhỏ. Sau khi Yến Tam Hợp đưa ra kết luận này, lại rời tầm mắt đi, nàng không biết, Ánh mắt vừa rồi của mình và Tạ Chi Phi đã bị Liễu Di Nương nhìn thấy hết thảy. Liễu Di Nương từ nhỏ đã lớn lên trong đại tộc, trong nhà có mấy chục huynh đệ tỉ muội, cả ngày gà bay chó sủa, khiến cho nàng còn nhỏ tuổi đã hiểu được việc nhìn sắc mặt người. Nhìn sắc mặt người, đó là nhìn người. Đây là một môn học vấn, cũng là đạo sinh tồn mà nàng học được trong những năm sống ở Tạ gia. Tạ phủ này, ai cũng đeo một cái mặt nạ để sống qua ngày. Lão phu nhân nhìn thì giống hồ đồ yếu đuối, thực ra thì rất khôn khéo, sự khôn khéo của lão gia cũng giống như lão phu nhân. Điều khác biệt là, hắn lúc nào nên mềm thì mềm lúc nào nên cứng thì cũng, việc nhỏ hồ đồ, nhưng việc lớn thì không hàm hồ, thuộc về loại ăn mềm không ăn cứng. Đại gia đối nhân xử thế còn khéo léo hơn lão dí, nhược điểm nằm ở một chữ tình. Đại thiếu phu nhân thông minh ẩn nhẫn, nhược điểm cũng ở một chữ tình, hai phu thê bằng mặt không bằng lòng đại tiểu thư mù một đôi mắt vạn sự không tranh giành chỉ có tam gia liễu di nương nhìn bao nhiêu năm nay nhưng mãi chẳng thấy rõ nói hắn là một tên ăn không ngồi rồi dựa vào tạ gia kiếm cơm ăn nhưng hắn lại sống rất tốt nói hắn thông minh tài giỏi thì người này cả ngày chỉ ăn uống chơi gái đánh bạc không làm chính sự hôm nay lại có thêm một người liễu di nương lại rời ánh mắt về phía yến tam hợp vừa rồi lão phu nhân lão ra người sướng kẻ họa, chỉ còn thiếu viết bốn chữ. Chúng ta thương người. Này lên trên mặt thôi, thế nhưng bà lại mặt không đỏ, tim không đập, rất bình tĩnh. Nếu đổi lại là nha đầu nhà mình, thì cái đuôi đã vỉnh lên trời rồi. 17 tuổi, tính tình trầm ổn như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản một câu già trước tuổi là có thể hình dung được. Người như vậy, ánh mắt liễu di nương chuyển qua lại giữa yến tam hợp và tam gia, trong lòng chợt thấy rất kiên quyết. Người như vậy, dù thế nào nàng cũng đều phải bất chấp tất cả, vì nhi tử mà tranh thủ một lần, tuyệt không thể để cho nàng rơi vào tả lão tam trong tay, nếu không thì nhị phòng vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Chọn ngày không bằng chúng ngày. Hôm nay đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 426, cầu thân. Tả đạo chi nếm thử một miếng bánh trung thu. Yến cô nương, đây là vị gì? Mùi liên dung, không tệ, thật không tệ, quả thực rất ngon. Vừa rồi nhị ra cầm hộp bánh trung thu tới, nói là hiếu kính ta, ta đã nếm thử một miếng, nghĩ thầm là người khéo tay nào làm đây. Liễu Di Nương nhìn Yến Tam Hợp cười nói. Cuối cùng cũng tìm được chính chủ, Yến Cô Nương, cảm ơn ngươi. Bình thường trong mấy trường hợp thế này của tạ phủ, đều không đến lượt Di Nương nói chuyện, thường ngày Liễu Di Nương chỉ ngồi một chỗ cười theo thôi. Hôm nay nàng thình lình mở miệng, mọi người đã rất kinh ngạc rồi, không ngờ nàng lại nói cũng nhận được một hộp bánh trung thu của Yến cô nương, kinh ngạc từ trong lòng chạy lên trên mặt. Yến tam hợp thản nhiên. Không cần khách khí, vừa rồi ta còn hỏi nhị ra bằng được là ai cho, nhị ra quanh con nửa ngày cũng không chịu nói, bị ép đến nóng nảy lại nói, di nương mặc kệ ta. Liễu di nương cười khẽ một tiếng. Lão ra, lão phu nhân các ngươi nhìn đứa nhỏ ngốc này đi, ngại ngùng gì chứ. Tả bất hoặc ở bên ngoài cũng là một nam nhân bầy thước, thình lình bị nương mình gọi một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, mặt cũng đỏ lên. Hắn đỏ mặt, rơi vào trong mắt người khác, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Ngay cả tả chi phi đang thất thần cũng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hai mấu tử nhà này. Lúc này, liễu di nương đứng dậy, đi tới trước mặt lão phu nhân, đột nhiên quỳ gối xuống. Lão phu nhân bị nàng làm cho giật nảy mình, dùng ánh mắt nhìn con trai nhà mình. Tả đạo chi nhíu mày vì sao lại dùng đại lễ vậy? Lão gia, lão phu nhân, nhị gia năm nay đã 22 tuổi, theo lý thì đã đến tuổi lập gia đình, thế nhưng nó không được tốt số. Thác sinh ở trong bụng thiếp, lão gia, lão phu nhân sợ nó bị tuổi thân, mấy năm nay tìm đủ nơi môn đăng hộ đối cho nó, thế nhưng cao không được, thấp thì không phải, lão gia cũng vì thế mà sầu đến bạc đầu. Hóa ra là vì hôn sự của lão nhị. Tả đạo chi nghe đến đó, trái tim cũng thả lòng. Đứa nhỏ này biết lão gia, lão phu nhân thương nó, cũng chắc chắn sẽ không để nó tuổi thân, cho nên mấy năm nay vẫn không dám nghĩ đến hôn sự của mình. Chỉ có Di Nương ta là không có chủ kiến, chỉ biết ở bên cạnh lo lắng Suông. Người hiểu con trai chỉ có nương, hộp bánh trung thu kia đã khiến Thiếp hiểu được, đứa nhỏ này đã có người trong lòng rồi, chỉ là không dám nói ra bên ngoài, cũng sợ đường đột cô nương tốt nhà người ta. Thiếp vừa rồi suy nghĩ rất nhiều, đành phải làm càn một hồi vì đứa bé ngốc này thôi. Liễu Di nương lau nước mắt, hít sâu một hơi, bái xuống. Thiếp khẩn cầu lão ra, lão phu nhân niệm tìm đứa nhỏ này từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà thành toàn cho tâm tư của hắn. Liễu Di nương bái một lạy, chính đường chợt tĩnh mịch, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Quá đột ngột, trong sự im ắng, một giọng nói không biết sống chết vang lên. "Tiểu thư, nàng nói một mớ chuyện như thế là có ý gì?" chẳng lẽ người trong lòng của tạ nhị ra là người nàng đang muốn cầu thân cho con trai sao vừa dứt lời hai ánh mắt sắc bén bắn thẳng tới lý bất ngôn nhìn chủ nhân ánh mắt nhíu mày nhìn gì mà nhìn ngươi không thích còn có rất nhiều người thích đấy tam hợp nhà ai người gặp người thích đấy tạ chi phi rất muốn bóp chết tên này vội liếc nhìn ra ngoài chu thanh vừa đụng phải ánh mắt của ra vội vàng ghé vào bên tai đinh nhất nói nhỏ một hồi đinh nhất biến sắc vùng chân bỏ chạy. Tiểu bùi ra ơi, ghê gớm rồi, có người đến cướp dâu, nương tử ngươi muốn bay rồi. Lúc này, tầm mắt của tất cả mọi người trong chính đường đều rơi vào trên người Yến Tam Hợp, thế nhưng nàng lại cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt là gì. Liễu Di Nương đứng thẳng dậy, nghiêng mặt nhìn Yến Tam Hợp, giọng nói rất dịu dàng. Xin lỗi Yến cô nương, khiến ngươi khó xử rồi. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp tục nói một nhà có nữ chăm gia cầu yến cô nương xuất chúng như vậy người sớm muộn sẽ có một ngày được phát sáng thiếp trong lòng có tư tâm muốn tranh dành cho đứa nhỏ một chút tranh không được là số của hắn không tốt trong lòng thiếp cũng không hối hận nếu tranh được đó là phúc phận hắn tu luyện mấy đời trong lòng thiếp vui mừng hớn hở từ nay về sau nguyện ý ăn chay niệm phật đổi lại cho các ngươi một đời an lạc cô nương trăm triệu lần đừng cần có gánh nặng trong lòng thích cũng được không thích cũng được không cần miễn cưỡng bản thân, lão gia, lão phu nhân thương nhị ra, nhưng càng thương ngươi hơn. Thiếp tuyệt đối sẽ không hận, chỉ mong cô nương này sau có thể tìm được lương nhân, hòa thuận mỹ mãn, bạc đầu đến già. Đây đúng không nói thì thôi, vừa nói đã kinh người. Ngay cả lý bất ngôn xưa nay cực kỳ soi mói cũng thấy cảm động, nhịn không được nhìn tả tam ra đối diện nhíu mày. Tả chi phi rất tức tên phá đám này, hắn không chỉ muốn bóp chết nàng, còn muốn độc chết nàng, chém chết nàng, tốt nhất là ngũ mã phanh thây. Bên cạnh, đại gia Tả Nhi Lập sâu sắc nhìn Chu thị. Chu thị cố ý rời mắt về Ngô thị trước mặt Tả Nhi Lập. Người mà mẫu thân ngươi liều mạng đẩy ra ngoài, nhị phòng người ta lại liều mạng cầu cưới về, đây là sự khác biệt giữa người hồ đồ và người thông minh. Tả Nhi Lập bị nữ nhân liếc mắt một cái, tức giận đến đau ngực, đành phải dùng trà để che giấu. Ngô thị căn bản không nhìn thấy ánh mắt nàng môi nàng hơi rung động thầm nghĩ yến tam hợp này có gì tốt mà tiểu bùi gia thích tả lão nhị cũng thích như thế cả đám đều mù hết rồi sao ngô thị liếc mắt nhìn lão ra mong lão có thể lập tức gật đầu đồng ý tả đạo chi đúng là rất muốn lập tức đồng ý đây là chuyện hắn và lão phu nhân đã tính toán từ sớm rất muốn kết thành nhân duyên để cho lão phu nhân và liễu thị hài lòng nhưng chuyện này hắn không ra mặt được tả đạo chi ho khan hai tiếng cố ý trầm mặc mắng. Liễu thị, nàng hành đại lễ như thế là có ý gì? Có còn quy củ của một nữ nhân nên có hay không hả? Liễu di nương nước mắt lương trong. Lão ra đừng giận, thiếp dập đầu bồi tội với Yến cô nương. Dứt lời, đã xoay người dập đầu ba cái. Đây, đây, đây là... Tất cả mọi người đều bị sự quyết tâm liều mạng của Liễu Thị dọa sợ. Yến Tam Hợp dù là khách quý thế nào, dù được lão ra, lão phu nhân sủng ái thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Liễu di nương cho dù là thiếp, cũng là trưởng bối, nào có đạo lý trưởng bối dập đầu với tiểu bối. Huống chi, liễu di nương còn là người lão gia để ở trong lòng. Ngay cả chu thị cũng thấy lo dùm yến tam hợp, nhà đầu à, mau nâng liễu di nương dậy đi. Yến tam hợp vẫn cúi đầu, bình tĩnh giống như ba cái dập đầu vừa rồi, không phải dập với nàng vậy. Lúc mọi người đang kinh ngạc không biết làm gì thì tên phá đám kia lại nở nụ cười gần. Chiều này vô dụng với chúng ta thôi. Nàng từng hóa nhiều niệm, từng giải nhiều ma như vậy, đừng nói một liễu di nương, dù là đại quan như quý lăng xuyên, thì vẫn dập đầu với nàng như thường. Ôi, quên mất, tạ đạo chi cũng không phải là chưa từng dập đầu. Tam hợp nhà ta lúc này chắc chắn đang chửi ầm lên trong lòng. Nương nó. mươi 427, động lòng nương nó. Yến Tam hợp mắng xong một câu này, thấy thoải mái hơn không ít, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía tả đạo chi. Đầu óc tả đạo chi rất tốt, lớn tiếng quát. Ngu phụ vô chi, còn không mau cút ra ngoài, hôn sự của lão nhị, ta và lão phu nhân tự có suy tính, người ép buộc cô nương nhà người làm cái gì. Liễu di nương lại lau nước mắt, hai tay chống mặt đất đứng lên, vừa muốn lui ra ngoài, lại bị người ngăn cản đường đi. Vừa ngẩng đầu, là con trai mình. Di Nương ngồi xuống đi đã, con trai có mấy câu muốn nói. Mọi người lại cả kinh, sao hôm nay nhị ra cũng nhảy ra nữa. Tả bất hoặc đỡ liễu Di Nương ngồi xuống, sau đó đi tới trước mặt Yến Tam Hợp. Chuyện đã đến nước này, nếu ta rụt đầu trốn ở phía sau Di Nương, sẽ không xứng làm người. Giá người tả bất hoặc tuy không cao bằng tả Tam gia, nhưng cũng không thấp. Yến Tam Hợp không quen có người ở trên cao, bèn đứng lên, nhìn thẳng hắn. Bộ đồ mới màu đỏ bạc, cũng không ngăn được sự lạnh lẽo trong mắt nàng. Yến cô nương, tả bất hoạt đòn ánh mắt của nàng. Ta quả thật có tâm tư kia, không muốn bị di nương nhìn thấu, di nương cũng vì thương đứa con trai này mới gây ra chuyện cười hôm nay. Xin lỗi, làm cho cô nương khó xử rồi. Khóe mắt hắn hơi cong lên, chợt mỉm cười. Ta sống 22 năm nay chưa bao giờ tranh đấu bất cứ điều gì cho bản thân mình, và đây là lần đầu tiên ta muốn mặt dày nói một vài điều cho chính mình. Nói đến đây, trên mặt Yến Tam Hợp mới biểu cảm vi diệu. Thật sao, thật, thật lòng, thật lòng. Lời này không đầu không đuôi, không ai nghe hiểu, đầu óc đều hồ đồ, chỉ có sắc mặt tả chi phi thoáng cái đã thay đổi. Còn người Yến Tam Hợp, người âm mưu tính kế sau lưng, giống như liễu di nương vừa rồi vừa hát vừa hay diễn trò, thì mí mắt nàng cũng lười nâng lên nhìn. Cũng sẽ lười phản ứng Nhưng nếu như ngươi thẳng thắn vô tư với nàng Nàng sẽ trả lại cho ngươi một sự thẳng thắn vô tư Quả nhiên, yến tam hợp nhất hất cầm Ngươi nói đi, thực ra cũng không có gì để nói Tả bất hoặc hơi đỏ lên Ta không có bản lĩnh gì Phòng trường sau này cũng sẽ không có tiền đồ gì Nhưng ta sẽ đối tốt với cô nương Càng đơn giản giản dị Càng có thể làm rung động lòng người Tả bất hoặc nói rất rõ ràng từ khi quen biết tới nay hắn đối xử với nàng cũng rất thẳng thắn vô tư yến tam hợp im lặng một lát cuối cùng cũng mở miệng ta bất hoặc ta tổng cộng mang theo sáu phần bánh trung thu coi ta tổng quản cũng được một phần không sao tạ nhị ra ngươi và tạ tiểu hoa ta trong cảm nhận của yến cô nương có địa vị giống nhau đừng có mơ tưởng yến cô nương yến cô nương là nhóc con nhà chúng ta tạ tiểu hoa nghĩ thầm tạ bất hoặc mỉm cười lần đầu tiên hắn phát hiện trên người cô nương thần bí này một chút tính trẻ con. Sáu hộp bánh trung thu, hai phòng một hộp, đại phòng hai hộp, chút thân sơ này hắn chẳng lẽ nhìn không ra sao. Yến tam hợp, tâm tư của ta và bánh trung thu không liên quan. Đúng là không liên quan, nhưng phải nói rõ ràng, tránh cho người ta hiểu lầm. Ta xin nhận tấm lòng này của ngươi, nhưng tâm tư của ta không nằm ở chuyện hôn nhân. Yến Tam hợp nghĩ đến thảm án trịnh gia, trong lòng cực kỳ chua xót và cũng rất khó nói đến chuyện kết hôn luận gà. Lời này giống như một cây gậy đánh lên người lão phu nhân và ngô thị, trong phòng lại trở nên tĩnh mịch. Nhưng mà, tạ bất hoặc lại cười, hất cằm. Ta biết, cô nương không giống nữ tử trong khuê phòng bình thường. Lời hắn nói tự nhiên như thế đã sớm biết thân phận thật sự của Yến Tam Hợp vậy. Trên thực tế, Yến Tam Hợp biết hắn chẳng hay biết gì. Cho nên, ta khuyên ngươi nên đổi người khác thích, sớm cưới thê tử sinh con, để di nương ngươi an tâm đi. Ta sẽ chờ cô nương. Ánh mắt tả bất hoặc dịu dàng. Cũng phải đợi đã chứ, đúng không? Vậy thì còn gì để nói nữa? Yến Tam Hợp im lặng ngồi xuống. Tả bất hoặc vén áo, quỳ xuống trước mặt tả đạo chi. Phụ thân, di nương là vì tốt cho con, mới không có trừng mực. Phụ thân muốn phạt thì hãy phạt con đi ạ. À. Tả đạo chi nhìn con trai trước mặt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Bà đứa con trai bên cạnh, lão đại khiến hắn yên tâm nhất, lão tam khiến hắn lo lắng nhất, duy chỉ có lão nhị này, từ nhỏ đến lớn hắn đều không quá quan tâm. Không ngờ hôm nay lại thấy đứa bé này xử sự, sự, rất có chừng mực, có can đảm, có dẻo dai, có trách nhiệm, không thể không coi trọng hắn thêm vài phần. Yến cô nương, ngươi xem. Lão hồ ly ngươi cũng biết đánh thái cực đồ. Yến tam hợp nói. Tạ lão ra, ta không phải người nhỏ nhen như vậy. Tạ đạo chi vừa nghe, giả vờ cả giận nói phạt gì chứ, Yến cô nương cũng đâu có so đo, ngươi quỷ ta làm gì, mau đứng lên, đừng làm mất mặt nữ. Chuyển đề tài, hắn lại nói. Lão phu nhân, thời gian không còn sớm, khai tiệc đi, bọn nhỏ đều đói bụng rồi. Lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nói. Khai tiệc, đại phu nhân, mau khai tiệc. Chu thị cũng như vừa tỉnh mộng. Ai ra, còn chưa tới giờ ăn cơm sao, người đâu, đỡ lão phu nhân, đại tiểu thư vào ngồi tạ tổng quản, cho người hâm rượu, mang thức ăn lên. Đến rồi, đến rồi. Tạ tổng quản đáp một tiếng, khiến cho toàn bộ tự ân đường đều nổ tung. Tất cả mọi người làm bộ làm tịch nói năng, cười vui, nhưng ánh mắt vẫn dính vào tạ nhị gia và yến tam hợp. Ai có thể ngờ được, chỉ một đêm trăng thu bình thường không có gì lạ, lại có thể nhìn thấy một vở kịch đặc sắc như vậy. Ai có thể ngờ tới, hôm nay nhân vật chính, lại là nhị phòng trước đây chưa từng lên tiếng của tả gia. Ai có thể ngờ tới, lão gia không chỉ không mắng nhị gia, lại còn rất thưởng thức. Lúc này, nhân vật chính tại nhị gia đi tới trước mặt Yến Tam Hợp. Yến cô nương, cùng đi thôi. Ánh mắt Yến Tam Hợp làm bộ lơ đáng, dừng lại ở trên mặt tả chi phi, đã thấy khóe miệng hắn cười gần, ánh mắt cũng lạnh lùng. Cười cái rắm nếu không là ngươi cứ kêu ta đến, thì ta sẽ gặp phải chuyện này sao? vẫn là lý bất ngôn nói đúng làm người không thể mềm lòng mềm lòng tương đương với việc mình đặt ở trên lửa nướng yến tam hợp bị hắn kích thích dứt khoát gật đầu với tạ bất hoặc nhị ra mời hai người sóng vai ra khỏi chính đường tạ bất hoặc vừa bước một chân qua ngưỡng cửa xoay người sâu xa nhìn tạ chi phi sau đó mới bước chân kia qua rất nhanh trong nhà chính chỉ còn lại có hai người một người là lý bất ngôn đang xem kịch hay người còn lại là tà tam gia im lặng không nói lời nào. Lý bất ngôn cố ý lớn tiếng. Chật chật. Hai tiếng. Không thể không nói, lời nói vừa rồi của tà nhị gia rất xứng đáng là đấng nam nhi, đến ta còn động lòng mà. Tà tam gia lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Này là thẹn quá hóa giận sao? Lý bất ngôn đuổi theo, nở nụ cười xấu xa. Tam gia à, ngươi biết theo đuổi nữ nhân và trêu chọc nữ nhân, có gì khác nhau không? Tạ Chi Phi dừng bước, quay đầu nhìn cô. Một người động lòng, một người động thận. Động mũi mũi ngươi. Khuôn mặt Tạ Chi Phi âm trầm như thời tiết trước cơn mưa. Chương 428, mù. Một bữa cơm đoàn viên, không có ăn ra hương vị gì, chỉ có mạch nước ngầm là âm thầm khởi động. Sau khi ăn xong, Yến Tam hợp lấy cớ trong phủ còn có việc, nói tạm biệt với mọi người. Nàng vừa đi, Tạ Đạo Chi đã đỡ lão phu nhân trở về phòng, Hai người còn lại cũng đều tự tàn đi. Tả Chi Phi chờ tất cả mọi người đi hết, mới khó chịu đi ra khỏi viện, vừa ngước mắt lên đã thấy đại tỷ xinh đẹp nhà mình đứng ở cửa viện. "Đại tỷ." Tả Chi Phi nghênh đón, đỡ lấy tay nàng. "Chờ đệ sao?" Tả Văn Xu cười cười, Dìu ta đi một đoạn." "Được." Vân Huệ thấy Tam gia đỡ nàng rồi, thì mới dám buông tay ra, lui về phía sau hai bước, yên lặng cùng Chu Thanh đi theo phía sau chủ tử. Bánh trung thu của Yến cô nương, nguyên nếm thử chưa? Giọng nói Tạ Văn Du giống như bạch ngọc, rất dịu dàng trong trẻo, trong lòng Tạ Chi Phi dù đang không thoải mái, cũng không khỏi thấy nhẹ nhàng. Lúc đệ đến đã bị ăn sạch rồi, chưa nếm thử. Hắn nói dối, lúc bánh trung thu bưng đến trước mặt hắn, trong đầu hắn đều là chuyện của Đường Minh Nguyệt, bèn tiện tay đưa cho Chu Thanh. Nàng có tặng ta một hộp, muốn nếm thử không? Tưởng đệ ba tuổi hả, đại tỷ giữ lại mà ăn đi thật sự không ăn sao? tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tả Chi Phi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. đừng quanh co lòng vòng nữa. Tả Văn Xu ngượng ngùng mỉm cười. bị đệ nhìn ra rồi. tỷ đã cố ý chờ ở cửa viện rồi. để còn có thể không nhìn ra sao? ai bảo chúng ta là tỷ muội ruột chứ? vậy ta sẽ nói thẳng. Tả Văn Xu quả thật cũng không thích quanh co lòng vòng. ngươi cảm thấy Yến cô nương thế nào? Tả Chi Phi sờ mũi. cũng được. Ta cảm thấy nàng rất tốt. Tạ Chi Phi tức cười. Chỉ vì hộp bánh trung thu kia sao? Tạ Văn Du chớp chớp mắt. Trong phủ có nhiều người như vậy, trong khi ta chỉ gặp nàng một lần, nàng vẫn nhớ rõ ta. Nàng, nàng là tiện tay tặng thôi. Vậy sao? Tạ Văn Du đưa tay khẽ nhéo Tạ Chi Phi. Ta lại thấy không phải thế. Vậy tỷ nói thử xem. Có người nàng nhớ đến, có người nàng chỉ khách sáo. Ai là nhớ đến, ai là khách sáo? Đại tẩu, tổ, tổng quản, Ta, cả đôi phu thê trong khách viện kia, là nàng nhớ đến, lão phu nhân và nhị phòng, là khách sáo. Tạ Chi Phi thầm nghĩ sao có thể? Nàng lại nhớ đến Tạ mập mạp, nhớ đến hắn, là nhớ đến đệ, trong phủ ai không biết tổng quản và ngươi là thân thiết nhất. Tạ Chi Phi cúi đầu, ánh mắt hơi sâu sắc nhìn nàng. Đừng tưởng ta mù không thấy đường, thực ra trong lòng ta rõ ràng hơn ai hết. Tạ Văn Du cầm lấy tay hắn, nàng mặc dù không thích ngương nhưng trong lòng vẫn nghiêng về đại phòng chúng ta, ba người chúng ta đều có một phần, tấm lòng của nhị đệ e là thua rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy tạ tổng quản cầm một hộp bánh trung thu, vui vẻ chạy tới. Mặt tạ chi phi trầm xuống. Yến cô nương đi rồi sao? Lão nô đích thân đưa nàng lên xe. Tạ tổng quản thờ hùng hộp nói. Tam gia, đây là bánh trung thu Yến cô nương tặng cho lão nô, ta thấy ngươi cả đêm không ăn được mấy miếng, lát nữa ngươi nếm thử đi. Ta nói mà tả văn su phì cười cười rất êm tai được rồi lão tam đưa đến đây thôi tả chi phi trừng mắt nhìn tả tiểu hoa chu thanh ra đưa đại tiểu thư về phòng thay ta vâng ba người đi xa tả tiểu hoa vội vàng đưa đầu đến bên cạnh tam gia thần bí nói Ra mau nghĩ cách đi yến cô nương và vị nhị phòng kia tiểu hoa hả tả chi phi nhìn hắn móc ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn tối nay ra ngoài tìm một nữ tử đi. Tả tiểu hoa, tả chi phi. Chữa bệnh già lầm cẩm. Tả tiểu hoa, tả chi phi. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay nhị phòng không được, ngày mai không được, cả đời cũng không được. Tả tiểu hoa vừa định hỏi một câu. Vì sao? Thì gã sai vật bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Tam gia, tả tổng quản, lão gia gọi các ngươi đến thư phòng. Ánh trăng như nước, chiếu theo con đường đá xanh tiểu nha hoàn đốt đèn lồng đi ở phía trước. Vân Huệ đỡ đại tiểu thư ở giữa. Chu Thanh không gần không xa đi theo phía sau. Vân Huệ có chuyện muốn nói với tiểu thư, nhưng ngại Chu Thanh ở bên không tiện, quay đầu nói. Chu Thanh ngươi trở về đi, tiểu thư có chúng ta là được rồi. Chu Thanh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Vân Huệ nhỏ giọng nói thầm bên tai tạ Văn Xu. Tiểu thư, người xem cái hồ lô này đi, lúc nào cũng như vậy. Tạ Văn Xu vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng nói. Chu Thanh, tam gia gần đây bận rộn chuyện gì thế? Chu Thanh tiến lên vài bước, đi tới một bên Tạ Văn Xu. Hồi bẩm đại tiểu thư, bận rộn chuyện trong nha môn. Có thường đến chỗ yến cô nương bên kia không? Thường đi, tiểu bùi gia đã lâu không tới nhà chơi. Mỗi ngày đều đi với gia ở bên ngoài. Tạ Văn Xu cười khẽ một tiếng. Bọn họ từ nhỏ thân với nhau rồi. Ừ. Tạ Văn Xu quay đầu về phía Chu Thanh hôm nay tam gia ít nói nhỉ chu thanh ngẩn người cúi đầu nhìn nàng dưới ánh trăng quanh năm nàng không thấy mặt trời màu da tỏa ra ánh sáng trắng lạnh tam gia đi xa một chuyến vội vã chạy về ăn tết đã mấy ngày không ngủ được một giấc chu thanh hạ thấp giọng đại tiểu thư đừng lo lắng sẽ đỡ nhanh thôi tả văn xu không sao là tốt rồi người này bên ngoài nhìn thì hoạt náo thực ra trong lòng rất nặng nề Chu Thanh lại cúi đầu nhìn nàng một cái, rồi vội rời mắt đi. Trở về đi, bên cạnh hắn không thể không có ngươi. Ta đưa đại tiểu thư đến cửa viện, tam gia đã dặn dò rồi, về sớm không tiện báo cáo kết quả công tác. Tả Văn Xu cười cong cong lên. Ngươi ấy, làm gì cũng thật thà như vậy. Chu Thanh không nói lời nào, bước chân chậm lại, đi ở phía sau nàng. Trong lúc nói chuyện, thì đã tới cửa viện. Đại tiểu thư, ta về lời còn chưa dứt, Chu Thanh đột nhiên nhìn thấy một quả lựu vừa rơi xuống đất. Đại tiểu thư, cẩn thận. Muộn rồi. Tạ Văn Xu một chân dẫm lên trái lựu, cả người ngã về phía trước. Vân Huệ một tay xách một hộp bánh trung thu, một tay đỡ tiểu thư, căn bản không kịp phản ứng. Tiểu Nha Hoàn đi ở phía trước còn chưa kịp xoay người lại. Chu Thanh bước lên, đưa hai tay ra ôm cả người vào trong ngực. Tạ Văn Xu lảo đảo mấy cái, hốt hoàng cầm lấy vạt áo chu thanh nhờ thế mới đứng vững được vân huệ sờ tới mức nhét bánh trung thu vào lòng tiểu nha hoàn chạy tới tiểu thư có bị thương không tạ văn su lắc đầu buông một tay ra vân huệ vội nắm lấy tạ văn su mới buông tay thứ hai ra nắm lấy cánh tay vân huệ nàng nắm rất chặt gân xanh trên tay đều nổi lên rồi chu thanh vốn chẳng có biểu cảm gì bây giờ lại cực kỳ nghiêm túc hôm nay ai trong viện tạ văn xu vừa nghe ngữ khí này vội nói hôm nay tết trung thu là ta cho các nàng ra ngoài chơi dừng một chút nàng lại dặn dò một câu đừng làm lớn chuyện đều là việc nhỏ thôi lý trí chu thanh trở về im lặng một hồi đỡ tiểu thư vào đi ta không nói đâu vân huệ cảm kích liếc chu thanh một cái tiểu thư chúng ta vào trong đi chu thanh chờ các nàng vào trong phòng dùng chân đá mạnh gốc cây lựu bên ngoài hạ viện. Cành khô, quả xấu đều rơi xuống đất. Hắn cầm lấy chổi, quét sạch mặt đất, lại nhìn thoáng vào trong viện, mới xoay người rời đi. Chương 429, nghi ngờ. Viện Mộc Hương. Liễu Di nương sai người đặt một cái bàn trong viện, bày chút trái cây điểm tâm, vừa ngắm trăng, vừa nói chuyện với con trai con gái. Tạ Uyển Xu cắn vài miếng hạt dưa, đột nhiên hỏi: "Di nương, hôm nay người thay uyển xu liễu di nương lên tiếng cắt ngang ánh mắt nhìn mấy nha hoàn các ngươi đi ra ngoài ngắm trăng hết đi nơi này không cần hầu hạ vâng di nương trong viện không có người ngoài ngón tay nhỏ nhắn của liễu di nương chọc lên đầu nữ nhi nhà mình đã nói với con bao nhiêu lần rồi không được nói lung tung ở bên ngoài tạ uyển xu không phục đây đâu phải bên ngoài đâu đây là viện của di nương mà tạ bất hoặc. Viện của mình cũng không được, lòng người khó đoán, lời di nương nói, muội phải ghi tạc trong lòng. Ca, ca thật sự thích yến cô nương sao, nếu không thì sao? Tạ huyền su bĩu môi. Nàng gì cũng tốt, thế nhưng tính cách lại lạnh lùng quá, không thân thiện. Ngươi thì biết cái gì? Tạ bất hoặc cười gần. Người di nương nhìn chúng, sao có thể sai được? Ồ! Tạ huyền su kéo dài âm điệu. Thì ra là di nương nhìn chúng đừng nói bừa là ca ca nhìn chúng trước liễu di nương rót thêm cho con trai một chút trà ta chỉ nhắc lại chuyện cũ thôi tạ uyển xu tò mò ca ca thích gì ở nàng thế thích nàng thông minh hơn muội nhưng ta nghe nói nàng và tam ca rất thân thiết mà vậy thì càng phải tranh giành rồi tạ bất hoặc như đang lầm bầm một mình không thể để cho hắn hưởng hết chuyện tốt một mình được nhị gia có ở đây không ba nương con ngẩn người tạ bất hoặc đáp một tiếng có. Tạ Tổng Quản đi tới, cầm một cái hộp trong tay. Lão gia bảo lão nô đưa tới, nói là cho nhị ra. Tạ bất hoặc đứng dậy nhận lấy, không mở ra, chỉ thản nhiên nói một tiếng. Cảm ơn phụ thân thay ta. Vâng. Tạ Tổng Quản thấy hắn không nói gì khác nữa bèn rời đi. Lúc này, tạ bất hoặc mới mở hộp ra. Là một khối thanh ngọc, không tính là lớn, rất phù hợp để khắc con dấu. Tạ bất hoặc đặt trong tay thưởng thức một hồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Nước cờ này của Di Nương, đi đúng rồi. Cái gì mà đi đúng đi sai? Liễu Di Nương khép hộp kia lại? Là con có mắt nhìn, nhưng ta vẫn cảm thấy ra thế yến cô nương quá mỏng. Tạ huyền su hai tay chống má. Nếu nàng gả vào, khẳng định không có của hồi môn. Tạ bất hoặc thầm mắng một câu, mu xuẩn. Tạ tổng quản đi ra viện mộc hương, đi thẳng đến thư phòng lão gia. Trong thư phòng, đại gia, Tam gia đang ngồi uống trà, Tạ tổng quản tiến lên báo cáo xong, vừa định rời đi thì bị Tạ đạo chi gọi lại. "Ngươi cũng ngồi nghe đi." "Vâng." Tạ tổng quản nào dám ngồi thật, chỉ ngồi nửa ghế thôi. Tạ đạo chi uống một ngụm trà nóng. "Lão Tam, tâm ma ở am thủy nguyệt kia đã giải xong chưa?" "Giải rồi, giải như thế nào?" "Cha, không phải con trai không muốn nói." Tạ chi phi nói dối mắt cũng không chấp, là Yến Tam hợp không cho nói. Nếu cha muốn biết thì cứ trực tiếp đi hỏi nàng ạ. À. Chỉ cần cha dám. Đúng rồi, hắn lại nói. Đôi phu thê nhỏ ở khách viện, sáng mai sẽ rời khỏi thành tứ cửu, chuyện am thủy nguyệt xem như giải quyết triệt đề. Tả đạo chi tất nhiên cũng biết Yến Tam Hợp sau khi vào tả phủ thì điều đầu tiên là đến chỗ đôi phu thê kia, sau đó mới tới gặp lão phu nhân. Trong lòng tuy rằng cực kỳ tò mò, nhưng Yến Tam Hợp không cho nói, thì hắn tất nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng có một chuyện phải hỏi cho rõ ràng lão tam yến cô nương có người trong lòng không ý gì muốn giật dây bắt cầu cho tạ lão nhị thật sao tạ chi phi bắt chéo chân thản nhiên nói cha có một số việc con không tiện nói hay cha tự hỏi nàng đi chuyện này không tiện chuyện kia cũng không tiện vậy ta tìm con làm gì ta hỏi con nàng ta nói không kết hôn sinh con là có ý gì nghĩa trên mặt chữ đó ạ à, con cha Tả chi phi mắt hoa đào dương lên, cười gần. Nàng thật sự không phải cô nương bình thường, nếu như ép nàng nữa thì có khi nàng sẽ chẳng vào cửa tạ phủ nữa đâu, cha và lão tổ tông nên kiềm chế một chút, đừng để cuối cùng thành công giá tràng. Được rồi, được rồi. Tả đạo chi không kiên nhẫn khoát tay, thầm nghĩ tiểu xúc sinh này hôm nay chẳng nhìn vừa mắt gì sất. Lão tạ, ngươi vừa tiễn yến cô nương rời đi, nàng có nói gì không? Tả tổng quản vừa muốn ăn ngay nói thật, thì liếc thấy Tam gia lạnh lùng nhìn hắn, vội sửa lời nói. Yến cô nương cũng không nói gì với lão nô, chỉ là Chỉ là cái gì? Nói mau, chỉ là lúc lão nô đỡ nàng lên xe, nghe nàng nói thầm với nha hoàn bên cạnh một câu, bữa yến tiệc không có chút ý tốt. Tạ Chi Phi lập tức cười gần một tiếng. Ta nói rồi mà, phụ thân. Tạ Nhi lập chen vào. Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối không thích hợp với Yến cô nương có một số việc vẫn nên để nhị đệ tự tranh thủ đi, lỡ như được kết quả như mong muốn thì sao? Tạ đạo chi thở dài, thầm nghĩ đây cũng là một cách. Gọi các ngươi tới, không phải chỉ vì một chuyện này. Hắn nhìn về phía con trai lớn. Khoa thi mùa xuân xảy ra chuyện, chỗ lễ bộ e là phải chết vài người, con có muốn vào trong đó không? Khóe miệng tạ nhi lập tức kéo căng. Phụ thân, lễ bộ có đỗ đại nhân làm đương gia, con qua đó thì có chướng mắt hắn không? Tạ Đạo Chi thản nhiên nói: "Con người mà, luôn luôn phải rèn luyện bản thân, con thấy không cần thiết." Tạ Chi Phi vẫn lười biếng: "Hiện giờ thời cuộc bất ổn, đại ca vẫn nên an ổn ở Hàn Lâm viện thì hơn." Tạ Nhi lập cũng cảm thấy đây không phải là một thời cơ tốt, chỉ là phụ thân làm việc luôn luôn ổn định, tại sao lại vào lúc này? "Phụ thân có tính toán gì khác sao?" Hắn thử thăm dò. Tạ Đạo Chi liếc con trai lớn một cái: "Ta định lui về phía sau một chút." tại sao tả chi phi không khỏi ngồi thẳng người cha ruột nhà mình tuổi tác cũng không lớn lại được hoàng thượng sủng, bây giờ sao lại lui về sau tấu trương hán vương hôm qua đưa đến kinh nói là lo cho bệnh của bệ hạ muốn hồi kinh hiếu thảo tả đạo chi đỡ tròm dâu lần này hắn về e rằng kinh thành sẽ không yên ổn tả chi phi tất nhiên là biết vì sao không yên ổn lễ bộ có mấy con chó của hán vương hắn phải bảo vệ một chút Thái tôn đang điều tra quan trường Giang Nam, chắc chắn cũng sẽ giết vài người. Hắn cũng sẽ chen chân vào bên trong. Điểm quan trọng nhất, Lục Thời vừa chết, phía bên Ngự Sử Đài cũng sẽ có biến động. Nếu hắn không nghĩ cách trở về từ đất phong thì làm sao bài binh bố trận được? Lão cha nhà mình sợ xen vào tranh đấu giữa Thái tử và Hán vương, cho nên muốn lui về phía sau một bước. Trước khi lui về, muốn đẩy Đại ca về phía trước. Lui không phải cách. Tả Chi phi nghiêm túc. Phụ thân cứ ngồi vững, đi đứng đàng hoàng là được, đại ca nói xem có phải không? Tả nhi lập biết rõ phụ thân cũng không phải dạng yếu đuối. Phụ thân muốn lui về phía sau một bước, còn có nỗi khổ gì không à? Tả đạo chi nhíu đôi mày đầy nếp nhăn Mấy ngày gần đây, tính khí bệ hạ thay đổi rất lớn. Tả chi phi đứng bật dậy. Ý là sao à Tả đạo chi xoa xoa huyệt thái dương, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói ngài ấy hình như thấy nghi ngờ với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 430, Cung Yến. Trong Hoàng Cung, tiệc Trung Thu vẫn đang tiếp tục. Hoàng đế có mười mấy đứa con trai, con trai trưởng thành đều đến ở đất phong, không triệu tập thì không thể vào kinh. Trong yến tiệc ngoại trừ phu thê thái tử ra thì cũng chỉ có mấy hoàng tử, công chúa chưa trưởng thành. Trước đây còn có hoàng thái tôn được hoàng đế sủng ải nhất uống rượu trò chuyện với hắn năm nay Hoàng Thái Tôn làm việc ở Giang Nam, chỉ còn Vương Quý Phi phải vắt hết óc để dỗ Hoàng đế vui vẻ. Nhưng mà Vĩnh Hòa đế căn bản không thể vui vẻ nổi, nhất là khi nhìn thấy thân thể mập mạp của Thái Tử, chỉ cảm thấy ăn gì vào cũng mất hết cả vị. Càng ngày càng nhớ đến một người. Thái Tử, bè hạ. Thái Tử vừa định đứng dậy, thấy Hoàng đế khoát tay, lại chống mặt bàn ngồi xuống. Hôm qua huynh đệ ngươi dân tấu trương, nói muốn vào kinh phụng dưỡng bên cạnh chấm, quả thực vô liêm sỉ. Vĩnh Hòa Đế cười gần một tiếng. Chẳng lẽ bên cạnh chấm không có người hầu hạ sao? Triệu ngạn lạc. Hán Vương cũng là có lòng hiếu thuận. Vĩnh Hòa Đế yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Hiếu thuận không sai, nhưng quy của tổ tông định ra vẫn phải tuân thủ, nếu không mấy đứa con trai chấm ai cũng học theo hắn, thì chẳng phải là rối loạn rồi sao? Triệu ngạn lạc và hoàng đế làm cha con non nửa đời người, sao có thể không nghe ra ý trong lời nói chợt cảm thấy lạnh lòng hắn cắn răng ngượng cười nói tiên đế lấy chữ hiếu trị thiên hạ hán vương muốn phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ cũng tính là tuân thủ quy củ hoàng đế mỉm cười ý của thái tử là triệu hán vương vào kinh đi tốt nhất là triệu hồi thái tôn về đi vương quý phi gắp một đũa măng chua cho hoàng đế thần thiếp thích nghe thái tôn nói chuyện không nhanh không chậm rất có kiên nhẫn hồ đồ Hoàng đế giả vờ cả giận nói. Chẳng lẽ thái tôn của chấm là để trò chuyện với nữ nhân các ngươi à? Vâng, 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 thái tôn phải làm đại sự cho bệ hạ. Vương quý phi nhỏ giọng than thờ. Thái tôn còn phải trò chuyện với vệ hạ, nữ nhân như thiếp cũng chỉ có thể ở bên cạnh cho nóng mất thôi. Ngươi! Hoàng đế trừng mắt vương quý phi, cười nói với thái tử. Lát nữa ngươi viết một phong thư cho thái tôn giúp chấm, nói nếu xong việc rồi thì mau sớm về kinh trò chuyện với bệ hạ. Vương Quý Phi nói xong, lại phi cười, các hoàng tử phi tần cũng đều đồng loạt bật cười. Nội thị vừa thấy yến tiệc có hơi rôm giả thì vội vàng đưa kỹ nhân ca múa tới, ước chừng múa đến khi hoàng đế say rượu, thì nội thị đến đỡ tay hắn rời đi, lúc này không khí mới yên tĩnh lại. Hoàng đế vừa đi, những người còn lại cũng đồng loạt rời đi, một lát sau, chỉ còn lại phu thê thái tử. Điện hạ, chúng ta cũng đi thôi. Thái tử mỉm cười, nâng chén với Thái tử Phi. May mà ngươi sinh một đứa con trai tốt. Thái tử Phi nhìn khóe miệng Thái tử cười gần, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Vừa vào nội điện, đã thấy tần khởi chờ ở bên trong, hoàng đế đẩy tay nội thị ra, men say trên mặt cũng tiêu tan. Nội thị dâng trà lên, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tần khởi tiến lên đáp lời. Bệ hạ, phía bên cẩm y về truyền tin đến, Lý Hưng đã khai hết rồi. Hoàng đế nhìn hắn một cái đã dằn ra những gì rồi, nói là bị nghiêm như hiền ép bước dụ dỗ. Tần khởi lấy mấy tờ giấy ra. Những tội chàng còn lại đều ở trên mấy tờ giấy này. Không cần xem, cũng không muốn xem nữa. Hoàng đế cũng không đưa tay ra nhận, chỉ nghiêm khắc nhìn tần khởi. Nếu đã nhận tội phục pháp, thì chấm nên trị hắn tội gì mới được đây. Ai cũng biết nghiêm như hiền là không thể không chết, lý hưng ngươi dám đổ mọi tội danh lên một người chết. Tần khởi chẳng hề do dự nô tài cho rằng phụ tử Lý Hương đáng chu di cửu tộc. Được. Hoàng đế vỗ tay, hiển nhiên rất hài lòng với đề nghị của Tần Khởi. Không chu di cửu tộc, rất khó bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Bệ hạ anh minh. Tần Khởi cười nói. Hôm nay bách tính đều vỗ tay khen ngợi, khen bệ hạ là minh quân thánh chủ khó gặp. Hoàng đế đứng lên, im lặng không nói gì đi tới bên cửa sổ, vầng trăng sáng treo trên bầu trời, lạnh lùng chiếu vào nhân thế này. Tần Khởi, Ngươi có biết vì sao chấm phải chôn lục thời ở Hoàng Lăng không? Nô tài đoán không ra. Đi đi, vâng. Tần khởi kho người lui ra ngoài, lúc một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, thì nghe thấy Hoàng đế nói một câu xa xăm. Bởi vì hắn sống là người của chấm, chết là quỷ của chấm. Thư phòng tạ phủ, cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Cha, nghiêm như hiền là người bệ hạ tín nhiệm nhất, người nhìn xem hắn đã làm những chuyện gì sau lưng. Tạ Chi Phi vân vê góc áo, từ từ nói. Đây là nguyên nhân. Sau đó, lại thêm một lão ngựa sử, trực tiếp ép hắn hạ tội kỳ chiếu. Hắn thở dài. Đổi lại là người nào thì cũng phải mở to hai mắt nhìn người bên cạnh. Điều này vừa khéo nói rõ cha là người bên cạnh bệ hạ, người gần gũi thì đa nghi. Tạ Nhi lập gật đầu. Phụ thân đi tới vị trí hôm nay không dễ dàng, vào thời điểm mấu chốt này, một động không bằng một tính, chỉ cần phụ thân đi đứng đường hoàng thì bệ hạ cho dù có tạm thời nghi ngờ thì ngày sau cũng sẽ hiểu được. Tả Chi Phi nói trắng ra: "Cha, người ngồi vững, tạ gia chúng ta mới an ổn." Tả Đạo Chi nhìn hai đứa con trai, bỗng nhiên cảm thấy mình già rồi. Người già rồi nên lá gan cũng nhỏ, nói chuyện làm việc gì cũng trở nên sợ hãi rụt rè. Cũng đúng, người ngồi ở vị trí đó, ai mà không đa nghi, chỉ sợ đến con ruột mình còn chưa chắc tin được. Tả Đạo Chi gật đầu nói: "Được rồi, trở về cả đi." Hắn gật đầu, trái tim hai đứa con trai giờ mới yên tâm. Tả Chi Phi lười biếng đứng dậy, lại nghe cha mình thở dài nói: "Lão Tam, về sau làm việc phải chú ý một chút." "Chú gì ý chứ, không phải chỉ Mộ Hán Vương muốn trở về thôi sao?" Hắn dù không về thì Tam gia cũng phải chú ý cho hoài nhân thôi. Hắn cười: "Cha yên tâm." Đi ra khỏi thư phòng. Hai huynh đệ không hẹn mà cũng thả chậm bước chân. Đều có lời muốn nói. "Lão Tam, chuyện hôm nay của nhị phòng, đệ thấy thế nào?" Tả Chi Phi cúi đầu nhìn giày của mình, thản nhiên trả lời bốn chữ. "Kẻ sướng người hỏa." Tả Nhi lập thầm thấy vui mừng, hai huynh đệ hắn đều nghĩ giống nhau. Tả Chi Phi dùng mũi chân chạm vào ca ca mình. "Cứ coi như xem kịch là được rồi, chỉ cần cho hắn hiểu một điều, không ai có thể làm chủ cho nha đầu kia được." làm như mỗi người hiểu. Tạ Nhi Lập ngoài miệng tuy rằng mắng, nhưng gương mặt lại thoải mái không ít. Còn người Liễu Di Nương tuy rằng bình thường ít nói, nhưng càng là người ẩn nhẫn, thì mưu đồ càng lớn, có một số việc không thể không đề phòng. Đi, đi ăn bánh trung thu với cháu trai rồi chơi ném bình nào. Đời thứ ba của tạ phủ chỉ có một đứa con duy nhất, tạ Hoài Châu, người mà nó thích nhất là Tam Thúc. Vừa rồi trên bàn cơm, ánh mắt cậu nhóc đã nhìn qua tạ Chi Phi mấy lần, vẻ mặt vô cùng chờ đợi. Hàng năm sau khi tiệc trung thu đoàn viên kết thúc, tạ chi phi đều chơi mấy ván ném bình với câu nhóc, đồng thời luyện lực cánh tay của hắn. Tạ chi phi ném cho Tả tổng quản một ánh mắt, bảo hắn đi trước, còn mình sẽ đến viện Phương Châu với đại ca. Vừa tới cửa viện, đã nghe thấy giọng Chu thị nói. Con trai, con đọc cho nương nghe một bài thơ có ánh trăng đi, chúng ta cũng ứng cảnh một chút nào. Sân trong đất trắng quả trên cây hoa quế đẫm xương ướt lạnh vây người người ngẩng mặt nhìn trăng sáng hơi thu phảng phất trốn nào đây di di dịch cả hay thì hay như hơi buồn ấy tam đệ tới rồi tiểu hoài châu chạy tới đầu tiên cung kính gọi tạ nhi lập đứng đằng sau một tiếng cha sau đó nắm tay tạ chi phi tam thúc đi thôi không dắt đi được lại kéo vẫn không động đậy cậu nhóc không nhịn được ngẩng đầu tam thúc thúc sao vậy chương 431, phân cao thấp. Trung thu hôm nay, huynh muội các con mỗi người đọc một bài thơ hợp cảnh đi, hoài tả, con đọc trước. Đầu giường trăng sáng tỏ, ngỡ mặt đất phủ xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Sao năm nào cũng đọc bài này thế? Cha, thơ này chẳng lẽ không ứng cảnh sao? Lỗ tai cha con nghe ra kém rồi. Tiểu Hiếu, con đọc một bài khác đi. Sân trong đất trắng quả trên cây, hoa quế đẫm xương ướt lạnh vây người người ngẩng mặt nhìn trăng sáng hơi thu phảng phất trốn nào đây con xem muội muội kia học giỏi biết bao tốt gì chứ nhà ta là võ tướng tương lai phải bảo vệ quốc gia lúc thì xương lạnh lúc lại hơi thu như thế thì đánh giặc kiểu gì ngươi còn mạnh miệng phụ thân ca con không phải mạnh miệng ca con nói đúng nương người nói xem ừ cha nương đã nói ừ rồi cha đừng phạt ca ca cô bé lấy một miếng bánh trung thu đưa đến bên miệng cậu bé, lấy lòng. Ca, ca ăn đi, đây là nhân bánh gì? Ngũ nhân. Cậu bé thích nhất là ăn bánh ngũ nhân, không hề nghĩ ngợi gì, cắn một miếng, nhai hai cái, thì mặt biến sắc. Trịnh Hoài Hiếu, ngươi gạt ta, đây rõ ràng là nhân bánh liên dung. Có ngon không? Cậu bé che. Ngon gì chứ, ngọt muốn chết, không hề ngọt nhé. Cô bé nhếch khóe mắt, nhỏ giọng nói thầm trên đời này sao lại có người không thích ăn bánh trung thu liên dung được nhỉ? Tam thúc, tam thúc, hả? Tạ Chi Phi hoàn hồn. Vào ăn bánh trung thu thôi. Tạ Hoài Châu kéo Tạ Chi Phi ngồi xuống, lấy ra một miếng bánh trung thu nhỏ. Tam thúc, đây là bánh yến cô nương tặng cho nương đi, ngon lắm, người nếm thử đi. Nhân bánh là gì? Tạ Chi Phi vô thức hỏi. Ngũ nhân. Tạ Hoài Châu. Nhưng nương nói bên trong còn bỏ thêm một chút đậu đỏ, một chút sơn trà không giống với bánh nhà chúng ta làm tim tạ chi phi đập mạnh một cảm giác khó nói từ trong lòng vọt lên hồi ức lại đập vào mặt cậu bé hừ một tiếng ta còn muốn hỏi xem trên đời này sao có người không thích ăn bánh trung thu ngũ nhân đây nè muội không thích ăn cô bé nâng má nếu bánh ngũ nhân cho thêm một chút đậu đỏ thêm một chút sơn trà thì nói không chừng muội sẽ nếm thử hoặc là thêm chút táo băm cũng không tồi trịnh hoài hiếu muội có thể đừng có mấy ý nghĩ viển vông như thế không? Nghĩ cũng không được sao? Không được, tại sao? Vậy thì còn gọi gì là ngũ nhân nữa, đổi thành thất nhân, bát nhân cho rồi. Thất nhân, bát nhân có gì không tốt? Không tốt, cha, người xem ca ca bá đạo chưa kìa. Nương, người nhìn muội muội ngốc chưa kìa. Trịnh hoài tả, hai chúng ta rốt cuộc ai ngốc? Muội ngốc, muội ngốc, muội ngốc, ta không chơi với huynh nữa. Cô bé chui đầu vào lòng cha ta cũng không chơi với muội cậu bé chui vào lòng nương nửa chén trà qua đi cậu bé đi đến bên cạnh cô bé ho khan có chơi ném bình không cô bé phất lờ có chơi hay không không chơi ta đi ngủ đây tiểu cô nương chậm gì gì ngừng đầu chậm gì gì nhả ra một chữ chơi tam thúc tam thúc hả tạ chi phi lần nữa hoàn hồn bánh trung thu của thúc sắp đút vào mũi rồi tạ chi phi cúi đầu nhìn vội vàng đặt bánh trung thu xuống, đứng dậy nói. Ta còn có việc, đi về trước đây, tam thúc, thúc còn chưa chơi ném bình với cháu mà. Hôm khác đi, hôm khác không phải trung thu mà, kêu cha cháu chơi cùng đi. Tạ chi phi giống như chạy trốn ra khỏi viện, một hơi đi mấy chục trượng mới chậm bước lại. Đêm như sông dài, yên tĩnh đến không có một chút âm thanh. Hắn lặng lặng đứng một hồi, đưa tay lên xoa xoa mắt, vừa rồi đi nhanh quá, cắt bay vào trong mắt, không cẩn thận làm ướt cả hốc mắt. Trịnh Hoài Hiểu thích thư hỏa, thư hỏa quan trọng nhất là lực cánh tay, vì nàng ở trong thai không đủ tháng, nên lực cánh tay rất yếu, lúc viết vẽ phải ra hình ra sáng, nhưng lực tay lúc nào cũng kém rất nhiều. Trời ném mình là để luyện lực cánh tay cho nàng. Nhiều năm như vậy, hắn đã cố ý không nhớ đến những tình cảm và con người trước kia, chỉ biết vào trung thu hàng năm, khi vầng trăng sáng dâng lên, hắn mới cho phép người và chuyện trước kia chạy tới tùy ý quấy dày hắn một chút cho nên vào ngày này hắn sẽ chơi ném bình với tiểu hoài châu một lát cảm giác đó giống như ở cùng cô bé ngày xưa vậy hôm nay tiểu cô nương đã trở lại nàng không phải muội muội ruột của hắn muội muội ruột của hắn là đường minh nguyệt người có thể thản nhiên đối mặt với đường minh nguyệt như vậy vì sao không thể thản nhiên đối mặt với nàng bởi vì nàng mà đường minh nguyệt chỉ có thể lớn lên trong amni cô bởi vì nàng mà nương luôn buồn bực không vui cũng bởi vì nàng mà một người thông minh như phụ thân chỉ có thể cuộn mình ở viện hải đường nhưng những thứ này có liên quan gì đến nàng đâu nàng vô tội mà nàng không biết gì cả tả chi phi đột nhiên phát hiện mình ngu đến không có thuốc chữa thấp giọng nói ta đang phân cao thấp gì với bản thân thế này ra tả tiểu hoa cầm đèn lồng đi tới hắn thực ra đã ở bên cạnh nhìn một hồi lâu thằng nhóc cả đêm nay không chỉ ít nói lông mày còn chưa hề thả lòng ra có tâm sự sao không có Tạ chi phi thẳng sống lưng tự ăn bánh trung thu đi đó là nàng cho ngươi hắn vươn tay xoa gáy tả tiểu hoa lát nữa lại vào viện kia xem thử giúp ta trò chuyện với đường tiểu thư một hồi ta đi sao tả tiểu hoa chỉ vào mũi mình kinh ngạc ừ ngươi như vậy đan nghị nhất mới có thể yên tâm Tả tiểu hoa nhìn bóng lưng tam gia, bĩu môi. Lúc còn trẻ, ta cũng đường nữ nhân yếu mến lắm đó. Lời này, tam gia không nghe thấy. Hắn đã đi xa rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, ba chiếc xe ngựa dừng trước cửa tả phủ. Phù thề đường minh nguyệt đi ra ngưỡng cửa, liếc mắt một cái đã thấy tả tam gia đứng trong ánh nắng ban mai. Tả tam gia khẽ gật đầu với họ, rồi xoay người lên ngựa. Hai phu thê vội lên xe đoàn người từ từ xuất phát, đi thẳng đến cửa thành phía nam. Ra khỏi cửa thành, tạ chi phi lại tiễn xa hơn 10 dặm, mới quay đầu ngựa, dừng lại sau xe. rèm vén lên, khuôn mặt tươi cười của đường Minh Nguyệt lộ ra. Tạ chi phi cũng cười với nàng. Ngay lúc đường Minh Nguyệt cho rằng hắn muốn nói mấy lời ly biệt, thì hắn dơ roi ngựa lên, chạy đi như bay. Đúng là người kỳ lạ, lúc thì dính người muốn chết, lúc thì chẳng thèm nói lời tạm biệt. Đan nhị nhất nhỏ giọng nói thầm. Đường Minh Nguyệt đấm phu quân mình. Chàng mới kỳ lạ á, tam gia là người tốt. Đúng đúng đúng, là người tốt. Đan nhị nhất thầm nghĩ, dù thế nào cũng không thể quay lại thành tứ cửu này nữa. Quá nguy hiểm. Đến cái tên tổng quản tả phù mập mạp kia cũng có ý với nương tử hắn. Đêm hôm khuya khoát còn chạy tới tìm nương tử ta nói chuyện phiếm. Nương nó, đều là người gì vậy không biết. Tả chi phi chạy một hơi về nha môn. Theo quy củ, Tết Trung Thu triều đình nghỉ ngơi ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai, nhà môn binh mã ti ngũ thành chỉ còn lại có mấy thị vệ trông cửa. Thấy Tam gia đến, thị vệ đồng loạt tiến lên chào hỏi. Tả Chi Phi gật đầu, trở lại phòng mình, Đinh Nhất và Chu Thanh đã chờ ở bên trong. Hôm qua trong cung mở ra yến, truyền ra tin tức hoàng đế muốn triệu hồi Hán Vương, Thái Tôn không ở Kinh Thành, có chuyện gì đều phải dựa vào Tam gia. Ba chủ tớ bận rộn suốt một ngày, lúc trạng vạng mới bố trí phòng ngự trong tối ngoài sáng cho thành tứ cửu xong. Tả Chi Phi gọi, Chu Thanh, ánh mắt ngước lên xà nhà. Chu Thanh bay tới, tìm một túi đồ trên xà nhà, trong này có chứa hồ sơ vụ án trịnh ra. Tả Chi Phi khẽ cười. Đi thôi, đi xin Yến cô nương chén trà uống. chương 432, bánh trung thu. Lúc này, Yến tam hợp vô cảm nhìn hai người trước mặt, nghĩ tới ba chữ lý bất ngôn từng nói với cô đào hoa thối đào hoa thối số một bùi da nhướng mày này ngọn gió nào đã đưa tạ nhị gia đến đây thế ngươi rảnh rỗi quá sao đào hoa thối số hai tạ nhị gia nhướng mày đúng vậy lông mày của tiểu bùi da nhướn lên trời nhị thiếu gia trước kia là một người thẳng thắn bây giờ lại trở thành một kẻ quanh co không chỉ có thể co có thể duỗi còn có thể đến cạnh góc tường nhà người khác nữa hừm tạ nhị gia lạnh nhạt nói ta nhớ mấy ngày trước hai trưởng bối của bùi gia đã đến tả ra chúng ta phá tường rồi mà góc tường này ở đâu ra thế tiểu bùi gia nghẹn họng tạ nhị gia thừa thắng sông lên bùi tiếu ngươi không thể ăn trong nồi nhìn đồ trong bát của người khác quá tham lam tiểu bùi gia trời ạ à, bắt ta còn chưa lướt qua sao đã thành đồ trong bát của ngươi rồi hắn khịt khịt mũi ta chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như ngươi so tài mắng người tạ nhị gia hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu bùi gia, nhưng vụ đâm thùng lòng người, thì tạ nhị gia mới là người ác thực sự. Tiểu bùi gia, làm người trước hết phải có đạo hiếu. Phụ mẫu ngươi sinh ra ngươi không phải để ngươi chọc tức bọn họ. Chọc vào tim phải không? Bùi gia ta chưa từng sợ ai cả nhé. Tạ nhị thiếu, làm người, ngoài hiếu thảo cũng còn cần phải có một ít tự giác. Là thứ xuất sinh ra trong bụng tiểu thiếp, khỏi cần lo lắng những người những việc không phải của mình. Ngươi có biết cái này gọi là gì không? Sắc mặt tả bất hoặc tái mét. Bùi tiếu kiêu ngạo hết cầm. Cái này gọi là tâm cao như trời, mạng mỏng như giấy. Ngươi. Yến Tam Hợp nghe không được nữa, vỗ bàn đứng dậy. Lý bất ngôn, tiễn khách. Tiểu bùi ra ngạo nghễ nhếch cầm. Ngươi có nghe thấy không? Tam Hợp nói tiễn khách là muốn ngươi cút đi đó. Yến Tam Hợp. Cút hết. Bùi ra suy sụp. Tam Hợp, tại sao ta? Cả ngươi cũng cút tạ bất hoặc thả lòng người, khôi phục sắc mặt. Tiểu bùi ra không hiểu tiếng người sao. Lý bất ngôn lấy nguyễn kiếm bên hông ra, một tay chống nạnh còn tay kia thì di chuyển giữa hai người. Hai mụ đàn bà đánh đá, xin mời. Bùi tiếu, tả bất hoặc. Chỉ trong thời gian uống nửa tách trà, cánh cửa tiểu viện kia đã đóng sầm lại. Ngoài cửa, bùi tiếu và tả bất hoặc nhìn nhau chán ghét, rồi ai nấy đều phất tay áo bỏ đi. Bên trong, Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn cười nghiêng ngả, trong lòng bất đắc dĩ. Nào, đừng cười nữa, ta có thể không cười được sao? Lý Bất Ngôn nhéo vào thái dương đau đớn rồi bắt chước giọng điệu của bùi tiếu. Chuyện huyền huyễn. Dô, ngọn gió nào đưa tà huynh đến đây thế? Ngươi rảnh lắm sao? Lại quay người bắt chước giọng điệu của tạ bất hoặc. Bùi tiếu, làm người trước hết phải có đạo hiếu. Phụ mẫu sinh ra ngươi không phải để ngươi chọc tức bọn họ đâu yến tam hợp nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười có cảm giác thành tựu khi được hai nam nhân tranh giành không không ta chỉ thấy khó chịu thôi lý bất ngôn im lặng một lúc ngươi có biết vì sao nương ta lại bỏ cha ta không yến tam hợp lắc đầu một ngày nọ bà ấy và một nữ tử khác tranh giành cha ta giống như tiểu bùi gia và tạ nhị gia vừa rồi đấy ngươi đâm vào tim ta rồi ta cũng đâm vào tim ngươi lý bất ngôn nói tiếp Nương ta nói lúc đó bà chợt thấy chán ghét sự hèn mọn của mình, không lâu sau đó bà đã đưa ta rời khỏi nhà họ Lý, rồi không bao giờ quay trở lại cuộc sống như thế nữa. Yến Tam Hợp đi tới ôm lấy nàng. Ngươi nhớ bà ấy sao? Lý bất ngôn ngừng đầu nhìn trời. Hôm qua nhớ, hôm nay lại không nhớ, chẳng có gì tốt hơn việc ta đang sống rất tốt cả. Yến Tam Hợp. Cha ngươi thì sao? Ngươi có nhớ ông ấy không? Lý bất ngôn im lặng một lúc rồi lắc đầu. Nha đầu ngốc. Yến Tam Hợp kiếm chân lên, xoa đầu nàng, đang định nói thêm gì nữa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quay lại nữa sao? Yến Tam Hợp nói với Đinh Nhất đang canh cửa. Đừng cử động, ta sẽ mở. Đinh Nhất vội vàng rút chân về. Chốt cửa vừa mở, cửa đã bị kéo ra, Yến Tam Hợp đang chuẩn bị nói thì chợt nhìn thấy một nam tử lạ mặt da trắng bệch, sững sờ hỏi. Ngươi tìm ai? Lý bất ngôn sống ở đây sao? Giọng nói của nam tử có hơi chói tai. Yến Tam hợp cao mày nói. Sao vậy? Có người từ miền Nam gửi cho nàng bánh trung thu. Ai tặng ta? Lý bất ngôn như người ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu. Nam nhân kia nhét hộp bánh trung thu vào tay Lý bất ngôn, cao giọng nói. Là tiểu chủ nhân của cung đoan mộc. Cung đoan mộc, thiếu gia, ai? Nhưng nam tử đó đã quay người lại, lên xe đi mất, để lại hai người đứng ngơ ngác nhìn nhau yến tam hợp cho rằng nguyên quán của lý gia là ở phía nam không phải là lý gia tìm đến đó chứ nhưng lý gia không ở cung đoan mộc cha ta đâu phải thiếu gia ổng là lão gia mà vậy là ai chứ ai tạ chi phi xuống ngựa ném dây cương cho đinh nhất nhìn hai người đứng ở cổng sao các ngươi lại đứng ở đây yến tam hợp đang muốn nói thì nhìn thấy người phía sau tạ chi phi bèn hỏi sao ngươi còn quay lại nữa chết không nhắm mắt Bùi tiếu vỗ ngực nói. Ta mặt dày quay lại hỏi xem, vì sao đến ta ngươi cũng đuổi đi hả? Yến tam hợp. Tiểu bùi ra vỗ ngực. Tên khốn đó có thể so sánh với ta sao? Yến tam hợp. Tiểu bùi ra lại tiến lên thêm một bước. Chúng ta là chi kỷ. Còn hắn thì có quan hệ gì với ngươi hả? Yến tam hợp. Leo lên bậc thang cuối cùng, bùi ra đứng trước mặt Yến tam hợp, trầm giọng hỏi. Khi ngươi cần ta, thì tiểu bùi gia này nọ, lúc không cần thì đuổi ta đi. Yến Tam Hợp, ngươi đứng về phía ai hả? Yến Tam Hợp, ngươi còn do dự nữa. Tiểu bùi dậm chân, ngươi làm trái tim ta tan nát mất thôi. Nói xong, hắn phất tay áo, bước qua ngưỡng cửa, tức giận bỏ đi. Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, nàng từng gặp các nữ tử vô lý vô lẽ nhưng chưa từng gặp nam tử vô lý đùng đùng thế này, xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Ta gặp hắn ở đầu ngõ, ngồi xổm buồn bã dưới gốc cây một mình. Yến Tam Hợp mở mắt, phát hiện nam tử này đang đứng sát trước mặt mình, nàng lùi lại nửa bước, cười gần. Trách ta sao, không trách ngươi, là ta kéo hắn lại. Tạ Chi Phi bình tĩnh nhìn nàng. Có đồ trong túi, chúng ta bắt tay vào việc thôi. Yến Tam Hợp chợt sáng mắt lên. Đi thôi, chờ đã. Lý bất ngôn đưa tay ngăn Tạ Chi Phi lại. Trước khi bắt tay vào việc, Tam gia có thể giải thích cho ta một vấn đề trước được không? Tạ Chi Phi. Cái gì? Lý Bất Ngôn đầy hộp bánh trung thu về phía trước và nói. Có người mang cho ta hộp bánh này. Tạ Chi Phi. Ừ. Lý Bất Ngôn. Người đưa bánh nói rằng là tiểu chủ nhân ở cung đoan mộc ra lệnh cho hắn đem đến. Dầm. Trong bệnh viện, tiểu bùi ra còn chưa đi xa lão đảo, ngã thành tư thế cho ăn cứt. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn